Cậu ơi. Dạ, chào cô ạ. À, cho tôi thanh toán cái túi này. Dạ cô ơi, số tiền này không đủ rồi ạ. Cậu buồn cười chứ sao lại không đủ? Tôi trả cái số tiền này đúng như là táp ghi ở trên túi mà. Đây, cậu nhìn lại đi này. Dạ thưa cô, chắc là có nhầm lẫn gì với tác giá của chiếc túi này thôi. Cháu xin phép được kiểm tra lại ạ. Nhầm lẫn cái gì mà nhầm lẫn? Đây là cửa hàng cậu nhầm lẫn chứ không phải do tôi đâu. Tôi muốn mua cái giá này. Dạ, cháu thật lòng xin lỗi cô. Cháu xin phép được kiểm tra lại và báo giá lại cho cô ngay ạ. Này 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 này, không phải kiểm tra thì mẹ gì cả. Tôi muốn mua cái túi với cái giá ghi ở trên cái túi này này. Dạ, cháu xin phép cô ạ. Này 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 này, không có cái kiểu mà cái cửa hàng to như thế này ghi một đằng xong rồi thu tiền của khách một nẻo bao giờ không? Dạ thưa cô, không được rồi ạ. Cháu vừa kiểm tra lại thì chiếc túi này có giá 10 triệu ạ. Cái gì? Cậu đùa tôi đấy à? Hay là cậu định lừa tôi đúng không? Dạ thưa cô, cháu chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Cửa hàng cháu là bán túi hàng hiệu, không thể nào có chiếc túi giá vài trăm nghìn được. Đây là một sơ suất nhỏ của cửa hàng, mong cô thông cảm và bỏ qua cho cửa hàng ạ. Ôi dào ơi, một cái cửa hàng to như thế này ấy mà làm sao mà nhầm lẫn được? Hay là cậu thấy tôi giả cả như thế này rồi cậu tính tưởng tôi không biết gì rồi tính lừa tôi đấy? Dạ cô ơi, cháu chỉ... Cháu là quản lý ở đây, có chuyện gì thế ạ? À, cậu ra đây mà xem này, nhân viên của cậu ấy đang tính lừa tôi đây này. Không phải như vậy đâu ạ, đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Tôi đang cố giải thích cho cô ấy hiểu ạ. Tôi không muốn nghe cậu nói. Tôi sẽ gửi đơn khiếu nại. Thu tiền ý cao hơn do với cái giá niêm yết trên sản phẩm ấy. Đấy là hành vi kinh doanh bất hợp pháp đấy. Cô nói thế là sao ạ? Đây, cậu nhìn đi. Thôi được rồi, anh nên nhớ khách hàng luôn đúng, khách hàng là thượng đế. Nếu chiếc túi này có giá 10 triệu thì trên tác phải có giá như vậy. Nhưng anh chắc chắn giá trên chiếc túi đã được niêm yết chính xác. Anh không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Thôi, anh cứ để cô ấy mua chiếc túi cô ấy muốn đi. Dạ. Cháu rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Cô đã trả đúng số tiền với chiếc túi. Giờ thì cô có thể mang nó về rồi ạ. Ôi dồi ôi, phiền phức quá. Mà cậu ấy, dạy lại nhân viên của cậu cho đàng hoàng tử tế đi nhá. Dạ cháu biết rồi. Cảm ơn cô đã góp ý ạ. Anh thực sự đã kiểm tra rất kỹ trước khi mở cửa hàng, nhưng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy cả. Em sẽ không xử phạt anh chứ? Chiếc túi đó rất là đắt, bằng cả tháng lương của anh. Anh sẽ không đền nổi mất. Tại sao em phải phạt anh chứ? Thực ra em biết vị khách đó là ai rồi. Giới thiệu với Vi, đây là anh Cường, anh họ của tôi, đang sinh sống ở Washington. Giới thiệu với anh Cường, đây là Vi, bạn học cấp 3 của em. Vi là sinh nhất lớp em đấy. Chào Vi, rất vui được làm quen với em. Dạ, chào anh ạ. À, đi ngồi đi. Tớ với cả anh Cường thân lắm. Vi muốn tìm hiểu gì thì cứ hỏi tớ. Hôm nay hẹn Vi qua đây để gặp anh Cường, với cả muốn bàn chuyện với Vi về việc họp lớp cuối tháng này. Chuyện đấy... Tớ nhớ không nhầm là tiền quỹ lớp mình vẫn còn đúng không? Dạo này công việc kinh doanh bán hàng của tớ bận quá. Tớ nhờ Vi đặt nhà hàng để chúng mình gặp mặt nhé. Thực ra là hôm nay ấy, tớ cũng định là nói với cậu về chuyện đấy rồi. Thực ra là quỹ lớp còn hơn 20 triệu cơ. Nhưng mà cậu cũng biết đấy, đợt vừa rồi tình hình bão lũ căng thẳng lắm. Một số tỉnh bị bão lũ gây bao nhiêu thiệt hại luôn ấy. Mà tớ thì tớ cũng thương, nên là tớ đã tự ý lấy cái số tiền đấy ra để quyên góp cho bà con vùng lũ lụt rồi. Cậu đã lấy 20 triệu để ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt à? Ừ, thì tớ nghĩ là cũng là đồng bào, còn cùng là dân tộc với nhau nữa, nên cũng phải thương lấy nhau chứ. Mà tớ nhìn bà con vùng lũ lụt thiệt hại như thế, tớ cũng không đành lòng ấy. Tớ nghĩ là các cậu cũng giống tớ, nên tớ mới làm như vậy. Chứ các cậu cũng không nghĩ gì đâu nhỉ? Đương nhiên là tớ rất ủng hộ việc cậu làm. Tớ thì không có ý kiến gì, nhưng mà tiền này là của quỹ lớp. Tớ nghĩ là cậu nên nói với cả mọi người. Hoặc theo tớ ấy, thì cậu nên chụp bill gửi lên nhóm để cho mọi người thấy. May là mình đã chuẩn bị trước. Fan này á, vừa cũng được số tiền quỹ,
lại vừa gây được ấn tượng tốt với anh chàng Việt Kiều kia. Một mũi tên trúng hai đích. Mình đúng là thông minh mà. Ừ, tớ có chụp phim lại mà. Đây. Này. 500 triệu á? Ừ, thì tớ lấy tiền của quỹ lớp ra là hơn 20 triệu. Tớ bù một chút nữa của tớ vào cho nó tròn 500 triệu ấy mà. Như thế á, bù cho bà con vốn lụt cũng không đáng bao nhiêu cậu ạ. Wow, Vi đúng là một cô gái lương thiện và tốt bụng. Hiếm có ai bỏ một số tiền lớn như vậy để ủng hộ đồng bào lũ lụt đâu. Ngày hôm nay anh đúng là có phúc mới gặp được một cô gái tốt bụng như em. Dạ có gì đâu ạ. Thực ra em thấy là mình may mắn hơn nhiều ấy chứ. Mình thì không ở trong vùng lũ lụt, mình cũng không chịu thiệt hại gì nhiều. Thế nên là em ấy lấy một chút ra để cho bà con, gọi là coi như là tấm lòng của em, của ít lòng nhiều anh ạ. 500 triệu mà ít á. Xem ra cậu ấy là đứa thành đạt nhất lớp mình rồi đấy. Thôi, hai người ngồi nói chuyện nhá. Tớ vào chuẩn bị một chút đồ ăn. 500 triệu. Vi uống nước đi. Vâng ạ. Anh thật không ngờ Vi là một cô gái tốt bụng và lương thiện như vậy đấy. Em vừa xinh đẹp, thành đạt, lại còn tốt bụng nữa. Chắc hẳn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi em nhỉ. Anh nói thế làm em ngại ạ. Có gì đâu mà ngại. Hơn nữa anh biết Vi là một người rất có gu. Cái túi Vi đang đeo nằm trong một bộ sưu tập mới ra mắt của một hãng thời trang rất là nổi tiếng. Không biết Vi đã mua nó ở đâu. Anh cũng biết về túi cơ ạ. Dạ, thực ra ấy, cái túi này là em mua trong một lần mà em đi chơi bên nước ngoài thôi. Tiện thế mua ấy mà. Dạ là vậy. Anh cũng am hiểu một chút thôi. Vì mẹ anh là một dân thư túi hàng hiệu, rất là sành sỏi đấy. Mẹ anh ta chơi túi hiệu chứng tỏ là nhà anh ta rất là giàu có. Mình không thể nào mà để con mồi để thoát được. Thế thì á, khi nào anh phải cho em gặp bác đi ạ. Bởi vì em cũng là một người rất 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 thích hàng hiệu luôn ý. Mà đặc biệt là túi sách ạ. Dạ, bác tìm ai ạ? Tôi chết, sao mẹ lại ở đây? Dạ, cô đến để giúp việc đúng không ạ? Cô vào cô dọn đi, chứ nhà bẩn lắm ấy ạ. Vâng, tôi là giúp việc đến dọn dẹp ạ. Không làm nhanh mà về đi. Cứ chần chừ đây làm gì không biết nữa. Không được, như thế này thì lộ mất. Này, này cô ơi, sao mà cô dọn dẹp lâu thế ạ? Nhanh tay nhanh chân lên ạ. Cái chỗ này còn đầy rác cái này. Bẩn như này cô không quét đi. Lề già lề dề nữa. Ôi! Ôi! Cái bà già này làm được cái kiểu gì đấy hả? Bà làm ướt hết túi của tôi rồi này. Trời ơi, bà có biết túi của tôi là túi hàng hiệu không ạ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi. Bà không làm được một cái việc gì hết đấy. Bây giờ bà có dọn nhanh lên không? Dọn xong đi về đi. Dạ vâng ạ. Ai? Đi đâu đấy? Tôi không định đi vào lấy cái khăn lau sạch cái túi cho tôi à? Hả? Tôi không hiểu là bà làm giúp việc cái kiểu gì nữa. Vi, cậu quá đáng lắm rồi đấy. Tôi không ngờ cậu lại đối xử với mẹ cậu như vậy đấy. Cái gì? Mẹ nào? Cậu không cần phải diễn nữa. Thực ra tôi đã muốn chứng kiến màn kịch này của cậu đến cuối. Không ngờ cậu lại đối xử với mẹ cậu như vậy. Tôi không thể chịu nổi được. Cậu quên mất là chúng ta đã học chung cấp 3. Tôi đã gặp mẹ cậu ở trong buổi họp phụ huynh rất nhiều lần rồi. Cậu nhớ mặt mẹ tôi á? Đúng vậy. Không những thế, chính tôi là người đã mời mẹ cậu đến đây. Vậy mà cậu đối xử với mẹ cậu như ô xin và sai bảo bà ấy đến hết việc này đến việc khác. Hóa ra cậu cố tình mời mẹ tôi đến đây à? Đúng vậy. Chiếc túi này có phải cậu sai mẹ cậu đã lấy trộm ở một cửa hàng lớn ở trên phố Phan Đình Phùng đúng không? Này, cậu đừng có mà nói năng linh tinh như thế. Nói cái gì thì cũng phải có bằng chứng chứ. Làm sao mà phu phóng cho người khác như thế được? Với cả tôi ấy, không thể làm ra mấy cái chuyện đấy được. Cửa hàng mà mẹ cậu đã dùng mánh khóe để lấy trộm đồ lại chính là cửa hàng của tôi. Cậu không cần phải chối nữa. Vì tôi đã cố tình cho mẹ cậu thực hiện điều đó và đi theo bà ấy.
Đây, cái túi mà con thích đây. Ui, đúng cái túi mà con thích rồi. Trời ơi, mẹ tuyệt vời nhất trên đời này luôn ý. Tối nay nhá, con mà khoác cái túi này lên thì mọi người sẽ nhìn con bằng ánh mắt nể phục. Mẹ phải cố gắng lắm mới lấy được cái túi này đấy. Mà từ nay ấy, con cũng phải suy nghĩ lại đi. Có gì thì mình dùng đấy, chứ đừng có tiêu xài hoang phí đâu con ạ. Mẹ cứ lo bỏ trắng tăng nhở. Con nói cho mẹ nghe nhá, tối nay con có một cuộc hẹn rất rất là quan trọng luôn. Bạn của con sẽ giới thiệu cho con một anh chàng Việt kiều Mỹ. Trời ơi, anh ấy mà thích con nhá là mẹ con mình đổi đời luôn ý. Mà có khi á, hai mẹ con mình còn được đón sang tận bên Mỹ để định cư ấy chứ. Đúng như mình nghĩ. Như thế thì cũng tốt. Nhưng mà có nhất thiết phải dùng cái túi chục triệu này không? Cần thiết quá ấy chứ ạ. Phải cần thiết chứ mẹ. Bây giờ nhá, mình đi gặp một đại gia giàu có như thế, mình mà ăn mặc xoàng xĩnh xong rồi dùng những cái đồ mà không ấy, người ta khinh cho ấy chứ. Mà mẹ yên tâm đi, tối nay kiểu gì con gái của mẹ cũng sẽ dẫn cho mẹ về một chàng rể Việt kiều Mỹ giàu nứt đố đổ bách luôn. Mà có khi mẹ con mình sẽ sống cả đời trong nhung lụa, không cần phải suy nghĩ cái gì luôn ấy chứ. Ôi, nghĩ mà đã thích rồi. Cậu nói chuyện vô lý thật đấy. Nhà tôi giàu như thế, bao nhiêu tiền như thế, làm sao tôi phải làm mấy cái chuyện đấy cơ chứ. Mà anh Cường ơi, anh phải tin em. Thực sự là em không làm ra mấy cái chuyện đấy đâu. Em nghĩ là chắc là có cái hiểu lầm gì đấy anh ạ. Anh phải tin em. Cậu chính là cậu nhân viên ở cửa hàng buổi sáng à? Sao lại là anh được? Chẳng phải anh là Việt kiều Mỹ hay sao? Sao lại như này? Tôi chẳng phải là Việt kiều, tôi là Việt cường. Tôi cũng chẳng phải anh họ của Tôm. Thực ra tôi là nhân viên của cậu Tôm. Chính sáng nay mẹ của cô đã dùng chiêu trò thay đổi tác trên chiếc túi này để ép tôi bán với giá rẻ. Camera của cửa hàng đã ghi lại được hết. Cậu Tôm không muốn làm to chuyện, chính vì vậy mới có cuộc gặp gỡ này đấy. Hóa ra là hai người lừa tôi à? Hai người. Còn bà nữa, bà là mẹ của tôi, làm mẹ mà không mua nổi cho con của mình một cái túi à? Con ơi, mẹ làm gì có tiền mà mua túi cho con chứ. Con cứ ăn chơi lêu lổng như thế rồi lại ước mộng lấy đại gia. Vi ơi là Vi, con định làm khổ mẹ đến bao giờ nữa hả Vi? Này, mẹ nói như thế mà nghe được à? Làm mẹ thì phải có trách nhiệm là đáp ứng được tất cả nhu cầu cho con cái. Mẹ không hiểu à? Cậu thôi đi, chính mẹ của cậu còn không chịu được cái tính phông bạt của cậu nữa rồi đấy. Lẽ ra tôi đã định giới thiệu anh họ của tôi cho cậu mới ở nước ngoài về, nhưng khi phát hiện ra chuyện chiếc túi thì tôi nghĩ sẽ không cần nữa. Giờ thì cậu muốn tôi thông báo cho cả lớp cấp 3 biết rằng cậu đã tiêu hết quỹ lớp, hay là cậu muốn trả lại số tiền đó và trả lại chiếc túi này cho tôi? Tiêu hết nào? Cái số tiền quỹ lớp đấy chẳng phải là tôi đã quyên góp hết cho đồng bào lũ lụt còn gì nữa. Làm sao mà đòi lại được? Với cả cái túi này ấy là túi của tôi, tôi đã mua rồi thì làm sao mà trả lại được cơ chứ? Cậu đã ủng hộ lũ lụt thật sao? 500 triệu mà cũng muốn tôi tin á? Fake bill ấy thì cũng phải có mức độ thôi. Đến chiếc túi 10 triệu cũng không mua nổi thì lấy đâu ra hàng trăm triệu để ủng hộ đấy? Thế nhưng mà dù sao ấy thì cái tiền quỹ lớp đấy tôi cũng đã ủng hộ rồi. Tôi đã vừa kiểm tra giấy tờ sao kê ngân hàng trong vòng một tuần qua thì không thấy ai ủng hộ với nội dung tập thể lớp 12A quyên góp đồng bào lũ lụt cả. Cậu có biết làm giả hóa đơn là phạm pháp, lừa dối, giả vờ quyên góp cho nhà nước cũng là phạm pháp không? Cậu muốn trả lại số tiền hay là muốn tôi kiện cậu ra tòa đấy? Cậu... Nếu cậu không trả đủ số tiền quỹ lớp ấy thì tôi có thể kiện cậu với tội âm mưu chiếm đoạt tài sản nữa. Cậu muốn ở ngoài kiếm đại gia hay là muốn ở tù ăn cơm nhà nước? Cậu ơi, tôi xin cậu, con gái tôi nó nợ cậu bao nhiêu, tôi xin phép tôi trả cho cậu. Chứ cậu đừng kiện con gái tôi, nếu mà nó có bệnh nghệ gì thì tôi làm sao mà sống được. Cháu không cần tiền của cô, cháu muốn Vi nhận ra lỗi lầm và sửa đổi. Dù gì thì mình cũng học chung cấp 3 với nhau. Tôi khuyên cậu
nên bỏ tính phong bản, ăn chơi hưởng thụ đó đi. Nếu không ấy, hậu quả sẽ khó lường đấy. Tớ sẽ cho cậu 2 tháng để kiếm đủ số tiền đó và trả lại quỹ lớp. Còn chiếc túi này, cậu sẽ phải trả lại tớ. Cậu có ý kiến gì không? Nếu cậu không nói gì thì có nghĩa là đồng ý. Bây giờ cậu với mẹ cậu về đi. Mong cậu giữ đúng giao hẹn của chúng ta. Cô cảm ơn cháu. Cô sẽ động viên bạn đi làm để lấy tiền giả cho cháu. Thôi, mình về đi con.